thấy mặt Tony cười nhưng mà trong lòng nó hơi bị héo. Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha. Chúc tất cả mọi người một buổi chiều thứ năm an lành và mạnh khỏe. Hiện tại bây giờ là ngày 1 tới tháng 10, ngày đầu tiên của tháng 10 rồi các bạn. Thì ngày hôm nay, trong buổi chiều ngày hôm nay, Tony có những cái thông tin mà nó nóng hổi luôn các bạn, mà nó gây cấn còn hơn là phim hành động, phim xã hội đen nữa đó các bạn. Rồi thì như thế này, chủ tịch Hạ viện đã xé cái đề xuất của phía bên đảng Cộng hòa trị giá 1,6 nghìn tỷ đô la rớp, vừa mới xé cách đây mấy chục phút. Rồi thứ hai, chủ tịch Hạ viện tuyên bố với phóng viên như thế này, các bạn biết một ổ bánh mì không? Chủ tịch Hạ viện dí cái đề xuất của phía đảng Cộng hòa đó là chưa được nửa ổ bánh mì nữa, mà chỉ là cái gót của cái ổ bánh mì thôi, cái cùi đó các bạn, cái cùi đó, yes, không đủ. Đó, đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ và nó dính dáng tới cái gói cứu trợ lần thứ hai, gia hạn tiền thất nghiệp 1.200 đô la, cũng như là những cái cuộc đàm phán nó đang sôi nổi diễn ra tại Quốc hội. Mời các bạn theo dõi chi tiết nha. Rồi thì vào buổi trưa ngày hôm nay, tức là ngày thứ năm, thì chủ tịch Hạ viện và bộ trưởng tài chính có một cái cuộc hẹn để mà tiếp tục cái đàm phán về cái gói cứu trợ lần thứ hai. Thì ngày hôm qua bộ trưởng đã đưa ra cái đề xuất của phía tòa Bạch Ốc là 1,6 nghìn tỷ đô la. Thì cách đây mấy chục phút, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã xé cái đề xuất đó và nói rằng nó không có đủ để giải quyết cái cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như là sức khỏe của người dân Mỹ mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch hiện tại bây giờ. Và đây là lời phát biểu của bà với phóng viên. Đây không phải là nửa ổ bánh. Những gì mà đảng Cộng hòa đưa ra chỉ là cái cùi của cái ổ bánh mà thôi. Đó, tức là bây giờ mình đang tưởng tượng các bạn, một ổ bánh mì mà nếu cắt làm đôi á thì nó là đồng đều, nhưng mà cái này chưa được làm đôi nữa mà nó chỉ là cái cùi thôi. Đó, đó là những gì mà bà đã phát biểu. Và bà nói thêm rằng không có cái ích lợi gì khi mà tôi phải ngồi đây đàm phán mà không, mà tiếng nói của tôi không có cái giá trị. Đó, ý bà nói là bà đưa ra mà không có được giá trị gì hết, toàn là bên kia mà kháng cự lại hay sao sao đó, các bạn đó là bác bỏ đi rồi đưa ra cái ý kiến của bên kia thôi à. Đó, tức là bà nói là không có một cái lợi ích gì mà tôi phải ngồi đây mà đàm phán hết. Vào buổi sáng ngày hôm nay á, thì bà còn rất là lạc quan các bạn. Bà đã cho phóng viên biết như thế này vào buổi sáng ngày thứ năm, tức là trước khi cái sự việc nó xảy ra đó các bạn. Thì bà đã cho biết như thế này, bà rất là lạc quan về cái việc mà đạt được một cái thỏa thuận với phía bên tòa Bạch Ốc cũng như là với bộ trưởng tài chính. Bên cạnh đó thì thư ký báo chí tòa Bạch Ốc, cô này tên là Kelly McEnany, đã xác nhận hôm thứ năm như thế này: chính quyền của Tổng thống Trump đã đề xuất ra một cái gói trị giá 1,6 nghìn tỷ đô la để mà đàm phán với phía bên đảng Dân Chủ, và cô này gọi đó là một cái đề xuất rất là hay với một cái mức chi tiêu nhiều hơn những gì mà đảng Cộng hòa đã tiết lộ trong mấy tuần vừa qua. Tức là trong mấy tuần vừa qua thì đảng Cộng hòa chỉ có 1,3 thôi. Bây giờ thì người ta muốn thông qua cái gói cứu trợ này, cho nên người ta tăng lên 300 tỷ nữa là 1,6. Nhưng cô thư ký McEnany cho biết Pelosi không nghiêm túc để mà đàm phán. Bà cứ khăng khăng là phải 2,2 nghìn tỷ thì tôi mới chịu. Và bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin và Pelosi đã đàm phán trong 5 ngày liên tiếp nhưng mà vẫn chưa có một cái gì gọi là đạt được cái con số mà họ mong muốn. Và sau đây Tony sẽ chia sẻ cho các bạn những cái chi tiết trong cái 1,6 nghìn tỷ đô la mà đảng Cộng hòa đã đề xuất để mà đàm phán với phía bên đảng Dân Chủ. Thì trong đó nó có bao gồm những cái vấn đề sau đây, mời các bạn theo dõi nha. Thứ nhất là 300 tỷ đô la cho cái chuyện gửi 1.200 đô la đến tay người dân Mỹ. Rồi, thứ hai là 300 tỷ đô la cho cái chuyện gia hạn 400 tiền thất nghiệp mỗi tuần cho đến tháng 1 năm 2021. Rồi, 250 tỷ đô la để viện trợ cho chính quyền và tiểu bang. Tức là bữa hổm thì đảng Cộng hòa chỉ muốn 100 mấy chục tỷ thôi, nhưng mà bây giờ người ta nhích lên thành 250 tỷ. Nhưng cái con số này nó không có
đáp ứng được cái nhu cầu của phía bên đảng Cộng hòa là 400 mấy chục tỷ đó các bạn. Đó, rồi. Kế tiếp là 175 tỷ đô la để mà cho cái chuyện xét nghiệm, cho cái y tế, cho cái mà truy tìm những cái gì mà liên quan tới cái coronavirus. Rồi, 160 tỷ đô la cho cái chương trình là nó gọi là PPP cho những cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là EIDL hay sao sao đó. Rồi, 150 tỷ đô la cho cái giáo dục trường học. Rồi, để mà mở cửa trường học lại đó các bạn. Rồi, cái cuối cùng là 100 tỷ đô la cho các nhà hàng mà đang gặp khó khăn về tài chính, tức là những cái nhà hàng nào mà lận đận lao đao sắp sửa bị bankruptcy đó các bạn đó. Thì các bạn đâu, thì total lại là khoảng 1,6 nghìn tỷ đô la. Nhưng chủ tịch hạ viện nói no, cái này chỉ là cái cùi thôi, cái cùi của cái ổ bánh mì thôi, chứ chưa được nửa ổ bánh mì nữa các bạn. Đó là như vậy. Các bạn có biết không, khi mà tòa Bạch Ốc đưa ra 1,6 nghìn tỷ đô la để mà đàm phán với phía bên đảng Dân Chủ á, thì có rất là nhiều đảng viên của đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện đã phản đối cái việc này, là tại vì họ nói là cái mức chi tiêu như thế này á, nó sẽ làm cho tăng cái nợ của quốc gia lên cao. Nhưng hiện tại bây giờ thì các nhà lập pháp đang bị áp lực rất là cao. Họ mong muốn đạt được một cái thỏa thuận trước ngày bầu cử, tại vì hiện tại bây giờ chỉ còn có khoảng hơn một tháng nữa là tới ngày bầu cử rồi các bạn. Thì hàng triệu người Mỹ không có việc làm, phải vật lộn để có tiền để mà chi phí hàng ngày, tiền ăn, tiền nhà trong cuộc sống. Và nhiều cơ sở cũng như là nhiều nhà kinh tế đã thúc giục quốc hội là bổ sung thêm một cái gói cứu trợ mới cho người dân cũng như là những cái doanh nghiệp. Hello quý vị và các bạn thân mến, thì sau khi Tony chia sẻ thì bây giờ mình sẽ đi vào cái laptop để mà mình đọc cái thông tin các bạn nhé. Thì cái thông tin này nó ra cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ nè các bạn. Hiện tại bây giờ Tony đang nói chuyện với các bạn thì nó ra cách đây khoảng 1 tiếng. Thì đây các bạn nhìn kỹ nha, Nancy đã blast cái 1,6 nghìn tỷ đô la mà đề xuất của Tòa Bạch Ốc đưa ra đó các bạn. Và nói là đây not even nửa ổ bánh đó các bạn. Nhưng mà Tony thêm vô chữ mì, tại vì bánh không thì nó mình không biết bánh gì các bạn, giống như bánh chưng, bánh tét, bánh này. Thành ra Tony thích ăn bánh mì cho nên Tony thêm vào cái chữ bánh mì, chưa được nửa ổ bánh mì nữa nè các bạn, thấy không? Đó, thấy chưa? Và đây là cái lúc mà bà đã xé đi cái đề xuất của phía bên đảng Cộng Hòa đó các bạn. Đó, các bạn nhìn nha. Rồi. Và chủ tịch hạ viện đã nói là 1,6 nghìn tỷ đô la này nó không có đủ để mà giúp nền kinh tế của nước Mỹ cũng như là giúp người dân của nước Mỹ mà bị ảnh hưởng bởi cái cơn đại dịch này. Các bạn thấy đó, thì nó tóm lại là hiện tại bây giờ thì hai bên vẫn còn trả giá qua trả giá lại các bạn ơi. Và mình cũng không hiểu là nó cách nhau có mấy trăm tỷ thôi là mà sao người ta làm nó quan trọng quá, và nó làm giống như một cái phim mà hành động, phim hình sự, phim xã hội đen gì đó các bạn. Nó gây cấn quá, làm cho tôi này cũng coi như là hồi hộp theo đó các bạn. Mình cập nhật thông tin nhưng mà mình hồi hộp lắm các bạn nhé. Tại vì thấy hai bên này nó căng thẳng quá. Mà các bạn biết rồi, cái dây đàn mà nó căng thẳng quá thì thế nào nó cũng bị đứt, đúng không các bạn? Rồi thì sau vài phút tôi này chia sẻ với các bạn cũng như cập nhật với các bạn một cái thông tin mà nó không được sáng sủa và vui gì mấy. Nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục đàm phán nha các bạn nhé. Nó chưa ngừng tại đây đâu các bạn. Thành ra mình cũng đừng nên give up. Thì hy vọng là cái cuộc đàm phán kế tiếp hay là cái cuộc nói chuyện kế tiếp thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề bế tắc giữa cái con số 1,6 và 2,2. Đó là như vậy. Rồi, tôi thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra vài phút thời gian quý báu buổi chiều ngày thứ năm, ngày 1 tháng 10 để xem cái video này. Nếu các bạn thấy cái thông tin nó hữu ích, nó hay thì bấm nút share để chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng cập nhật các bạn nha. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì cũng đừng quên cho Tony một cái like để ủng hộ tinh thần cũng như là channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều and see you in the next video. Have a good night. Bye bye.